Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sự biến thể nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 đang tạo áp lực cho các nước trên thế giới trong việc chạy đua với thời gian, đổi mới công nghệ và cách thức tiếp cận vaccine ngừa COVID-19. Thế nhưng đi ngược lại với nỗ lực của toàn cầu để phòng chống dịch bệnh, vẫn có tiếng nói lạc lõng của trào lưu anti-vaccine hay còn gọi là tẩy chay bài trừ tiêm chủng. Tại Việt Nam, những bài viết thể hiện tinh thần bài trừ vaccine nói chung và vaccine ngừa COVID-19 nói riêng hiện đang lan tràn trên khắp các trang mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng Facebook và Zalo. Với luận điệu không tiêm chủng vaccine là sống thuận tự nhiên, các bài viết này đánh thẳng vào tâm lý của người dùng mạng, khơi gợi trí tò mò, và từ đó thông tin lại càng được lan truyền đi nhanh hơn. Lần đầu tiên thì tôi tiếp xúc với luồng thông tin này là trên Facebook do các bạn chia sẻ. Khi tiếp xúc với nó thì tôi thấy rất là lạ, bởi vì lần từ bé đến lớn thì tôi cũng được bố mẹ đưa đi tiêm vaccine rất là nhiều rồi. Thì tôi cảm thấy là luồng thông tin này là không chính xác. Vaccine là một chế phẩm sinh học mà tất cả những vi khuẩn virus này đã làm bất hoạt và không thể gây bệnh cho cơ thể con người. Vaccine chính là những cái căn nguyên hoặc những cái kháng nguyên của cái bệnh đấy đưa vào cơ thể để kích thích cơ thể sinh ra kháng thể. Vì vậy một số cái thông tin và một số cái có người đưa ra là vaccine đã đưa vào chất độc vào cơ thể và làm cho cơ thể suy yếu miễn dịch hoặc làm mang bệnh cho cơ thể là hoàn toàn không đúng. Những người theo trào lưu anti-vaccine cho rằng việc tiêm vaccine vào cơ thể con người là việc làm trái với tự nhiên. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, luận điệu này không có cơ sở và là sự suy diễn trắng trợn trên nền tảng thiếu hiểu biết về cơ chế hoạt động của vaccine. Đây cũng là lý do khiến Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá anti-vaccine là một trong những mối nguy hại hàng đầu đe dọa đến sức khỏe con người trong thời kỳ hiện đại. Hiện nay, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã công bố phương án tuyển sinh năm 2021. So với năm trước, năm nay các trường không mở thêm ngành học mới, nhưng lại đa dạng trong phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, sử dụng nhiều phương thức xét tuyển. Để thuận lợi hơn cho thí sinh và ứng phó với dịch COVID-19, các trường đại học cao đẳng tại Thanh Hóa đã linh động điều chỉnh các phương thức xét tuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, không mở thêm các ngành đào tạo mới nhưng lại tăng chỉ tiêu đối với các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội. Bên cạnh những cái ngành là thế mạnh của nhà trường như là điều dưỡng, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thì nhà trường còn có thêm các cái mảng ngành mà hiện tại nhu cầu xã hội dân cần rất là nhiều như là ngành dinh dưỡng, ngành phục hồi chức năng và ngành y sĩ học cổ truyền. Điểm mới năm nay thì nhà trường đã có cái sự là điều chỉnh cái chỉ tiêu của các khối ngành du lịch tăng khoảng 30% và các khối ngành của sư phạm, đặc biệt là các khối ngành sư phạm nghệ thuật là 20%. Vì đây là những khối ngành mà có cái nhu cầu xã hội lớn và nhà trường đã chủ động linh hoạt trong cái việc điều chỉnh chỉ tiêu và tạo cái điều kiện thuận lợi cho người học. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2021, thí sinh không phải thi nhiều lần, được đăng ký nhiều nguyện vọng và vẫn được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi. Tuy nhiên, do các trường có các phương thức tuyển sinh và quy định riêng cho từng mã ngành, nên thí sinh cần đọc kỹ phương án tuyển sinh của các trường mình dự định đăng ký xét tuyển để không gặp phải sự cố không được xét tuyển do không nắm vững quy định như trong các mùa tuyển sinh trước. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân thôn Thanh Bình, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trong những ngày gần đây, nước tại đập Xà Sảm liên tục đổi từ trong xanh sang màu đen, bốc mùi khó chịu. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân. Vào thời điểm ghi hình, ngay từ đầu đường vào đập Xà Sảm đã có mùi hôi thối. Toàn bộ nước của đập chuyển sang màu đen, nổi váng. Nước đập theo các kênh dẫn nước vào ruộng lúa, nổi váng, bốc mùi. Được biết, đập Xà Sảm được xây dựng năm 2005 bằng nguồn vốn chương trình 135 của chính phủ, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho phần lớn hộ dân thôn Thanh Bình, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân. Theo người dân thôn Thanh Bình, việc nước đập bị ô nhiễm là do ảnh hưởng từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sạch Thanh Xuân, cách đó chỉ vài trăm mét. Sáng nay ngày 4 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với huyện Như Xuân đã kiểm tra trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sạch Thanh Xuân. Kết luận sau buổi kiểm tra cho thấy, tình trạng ô nhiễm tại đập Xà Sảm theo phản ánh của người dân là đúng. Nguồn nước đục, hôi thối, có dấu hiệu tác động bởi nước thải chăn nuôi. Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sạch Thanh Xuân đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình phục vụ giai đoạn hoạt động.
Trước mắt, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình xử lý nước thải có nguy cơ rò rỉ trong tháng 3, đồng thời hoàn chỉnh các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Khi có kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường thì huyện sẽ cùng với theo cái chỉ đạo của Sở của tỉnh thì huyện sẽ chỉ đạo cương quyết để khắc phục các cái giải pháp này để cho nó đem lại cái môi trường cho nó trong lành cho bà con. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Hùng Dũng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc, sinh năm 1960 ở phố Trần Phú, và Lê Ngọc Tùng, nguyên là cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, sinh năm 1964 ở phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2018, Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và nguồn gốc đất là đất của trường Đảng và trường Trung học cơ sở thị trấn 2 do Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc quản lý, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ không đúng trình tự quy định, lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ gây thiệt hại cho nhà nước trên 1 tỷ đồng. Hiện Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bình sinh năm 1987 ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, đang tàng trữ 6 gói ni lông đựng heroin có trọng lượng khoảng 11,25 gram. Tại cơ quan công an, Trần Văn Bình khai nhận do nghiện ma túy nên đã thuê taxi ra thị trấn Lèn, huyện Hà Trung mua số gói ma túy nói trên với giá 10 triệu đồng của một phụ nữ không quen biết để về sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Chiều 3 tháng 3, tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên với nhiều đối tượng tham gia. Nhận tin báo, lực lượng công an thành phố Cần Thơ có mặt tại hiện trường, bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ một khẩu súng cùng một xe ô tô. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng từ những tỉnh thành khác đến Cần Thơ để đòi nợ, sau đó xảy ra ẩu đả. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 30E14939 do Đào Mạnh Trung, sinh năm 1973, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình điều khiển, chở theo 3 người trên xe. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 người đều có mang theo súng, không có giấy phép sử dụng. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận là chủ 3 khẩu súng trên, mang đi dùng để săn bắn nhưng không thành nên đã bắt xe về và bị cảnh sát 113 phát hiện bắt giữ. Mới đây, tại một quán karaoke ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra và phát hiện 24 thanh niên trong 3 phòng hát có hành vi sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,2 gram chất gây nghiện ketamin và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lâm Văn Thanh, 16 tuổi, trú ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là đối tượng chuyên điều tiếp viên cho các quán karaoke, đồng thời cung cấp ma túy khi khách có nhu cầu. Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt quả tang Lư Nguyên Khoa, 48 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Cà Mau, đang tàng trữ 22.900 bao thuốc lá nhập lậu. Làm việc với cơ quan công an, Lư Nguyên Khoa khai nhận mua bán thuốc lá từ năm 1997, nhưng đến năm 2018 mới bắt đầu tàng trữ số lượng lớn để bán kiếm lời. 22.900 bao thuốc lá nhập lậu bị cơ quan công an phát hiện, Khoa mua từ nhiều người không rõ địa chỉ, mang về nhà cất giấu để bán cho khách. Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Khoa mua thùng giấy các mặt hàng như bột ngọt, bột giặt, bánh kẹo để ngụy trang đựng thuốc khi giao cho khách hàng. Rạng sáng nay ngày 4 tháng 3, ngôi nhà cấp 4 kinh doanh cà phê tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Người dân phát hiện có người mắc kẹt trong ngôi nhà nên vội hô hoán và báo cho cơ quan chức năng. Vụ cháy đã khiến một phụ nữ tử vong. Được biết nạn nhân là người thuê lại ngôi nhà cấp 4 này để kinh doanh nhưng do dịch bệnh nên lâu nay quán đóng cửa. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.